thấy. Mua nhãn đi ăn. Nhãn á? Cho em mua nhãn chịu không? Cho bạn chịu không? Cho mua nhãn chịu thì mới mua. Đổi xe đi nhá. Không. Đổi xe tao mang rồi nhãn. Chịu tí tối ra giả. Không biết ai mà chịu. Không biết ai. Biết nào? Tao mang cho đúng. Mang tao mang đi. Anh kiếm, anh chẳng chịu được. Chả bán chịu đâu đấy. Chị đâu mà. Mày không bán chị đâu. Mua gì nhỉ? Mua măng nè. Măng làm gì? Đến bút. Hả? Ui dẹp dẹp. Đúng nó không có tô. Ai đây? Hả? Gì? Mua nhông nhông này. Nhông nhông? Ăn đây. Hoa có bán chịu không? Bán chịu không? Bán lộ á? Bán lộ ai? Bán lộ. Ê, bán chịu. Đi, đi của nhà nào chịu không? Đi, bán chịu. Bà bán chịu không? À, chịu, chịu tí nữa đấy. Có nhà bán chịu rồi. Cháu không ăn luôn đâu. Anh này cũng không đúng nhỉ? Không. Ăn nhộng không? Ăn nhộng. Đâu để xem có con gì không đã. Luôn à? Hay ăn lươn? Ăn lươn nhá. Thế ta ăn châu chấu được. Ăn lươn là lươn con hơn. Lươn hay châu chấu hay chạch. Nhưng mà bà phải bán chịu đấy. Phụ tư thì bán chịu. À, hai đây bán chịu. Có hai bán chịu nào, hai bán chịu nào. Cháu con này coi. Cho cháu lươn nhá. Con này con gì? Cái lươn này. Cá. 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 Lươn. Không ăn lươn. Lươn gì? Lươn nó trườn ghê lắm. Mày ăn gì? Mày ăn gì? Mày ăn gì? Em ăn châu chấu à. Châu chấu à? Cho cháu thì tao ăn lươn mày ăn cho cháu. Cho cháu ăn cả nhộng nữa. Anh đưa ra đi. Mua tất tiền. Đã. Cháu mua chịu đấy. Chịu mua tiền. Chịu mua tiền. Cho cháu tất. Không, mua chịu rồi đấy. Anh Cường không có tiền nào đâu. Đã lên 5 lạng nhá. Chả có giữ đạt rồi đấy. Không có nghìn nào đâu. 5 lạng. Không có nghìn nào đâu. Nó đây. Ôi, con chơi chơi này. Đây. Chơi chơi thôi. Là bao tiền à? Mai chúng giải nhé. Thấy Cường nhỏ. Bao tiền à? Mai mình đi. Mai cháu gửi đây. Mai phải vợ về mới có tiền. Ấy. À hờ nhỉ. Vợ anh đi, đi vãi. Thế mày ăn cho cháu nữa gì? Cho cháu hai con. Hai con. Hai con to nhất. Ấy, hai con thôi. Thằng này nó ăn thế rồi. Không. Lại liền hai con. Ăn hai lạng nhá. Hai con. Hai lạng. Ôi con gì đấy? Đây có khuyến mại cái ong. Ong. Hai lạng. Dạ. Tôm, tôm này bé quá. Ây, chạch nhảy kìa. Ấy, con gì này? Hả? Đây. Trăm rưỡi, mai cháu gửi nhá. Ấy, cái người không phải anh đâu nhỉ? Đâu? Hả? Hả? Đi. Mua gì? Mua xả hết về xào lươn. Mày ăn môi, mày ăn nhiều cháu với kia thôi mà. Không, em ăn nhiều lắm. Mày ăn gì nữa? Ôi, xả ớt nữa. Xả ớt. Xả ớt. Mà cái sắm này quả dê này, nó mua gửi quà thì không phải. Cháu đi xả ớt. Lôi đi đâu nhờ? Phải 50 lúc. Mua gì anh? Cháu chịu ấy nhá. Cho cháu chịu không? Cháu lấy danh dự cả trong họ nha cháu. Cháu chịu tất cả quán. Cháu chịu ớt cho xả mới ớt. Cho cháu một bó với mấy quả ớt. Ơ nhưng mà ớt này cay không? Cay không? Thế thôi cho cháu xả thôi.
ớt này rào khó rồi. Đi chơi bắn cầu hoàn Trung Quốc à? Đi chơi bắn cầu hoàn Trung Quốc. Chơi bắn cầu hoàn Trung Quốc ấy. Đã thêm tí nữa. Phải rồi chọc tất đi. Thôi ít thôi. Sao lươn? Nó lươn để quanh. Em ăn chú chú ăn nhậu của sợ. Hãy làm lẩu lên. Lẩu, 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 lẩu. Chưa cháu tí ạ. Cháu đang mua rồi. Ông có tiền cho cháu vay tí. Ông bắt cóc bán Trung Quốc ấy. Vâng, bao tiền ạ? Nào, tí tên mai cháu gửi nhá. Đi, về đâu, về đâu. Mai tao cho mày mua đầy xe luôn. Đây. Ngồi lên. Thế anh bảo anh nợ mà. Gần 2000. Gần 2000. Đi, về. Đây, lên xe. Ôi, cha nó phê. Ôi. Đi đưa ra cho xe có đường mà. Ờ. Mày đi mà nấu quả bóng của mày. Châu chấu răng. Mày đi mà nấu. Này. Anh ở đâu rồi? Trong đi kìa. Nấu đi em. Cả chợ mày đi mà nấu. Nấu đi. Mày không ăn lươn thôi. Cả chợ, à đâu không phải cả chợ mà cả buổi hôm nay anh em mình có. Lại có... nấu, anh cơm ăn cái chảo này em nấu rồi đi. Đi ăn trực được khoảng 100 tiền lươn. À đâu, ăn gì nhỉ, ăn chịu. Được 100 tiền lươn là được đúng 5 con. 100 tiền lươn với lại... cái gì nhỉ? Thôi em ăn lươn xong em đi nấu nữa. Em ăn một mình. Ừ, này, cho cả chọn. Ôi,
Ừ, cho anh nhớ là 10 miếng nó ăn. Tí nó đảm xong cho ăn. Không, có sao xả ớt mình ăn quê luôn. Chú cay ấy. Xả ớt mình quê. Ai chả xả có đùng nữa. Ít mi. Ít mi là là tao cũng lấy vào lấy con dao mèo ra đây cả. Cụt quá. Kém. Không bấm được, không bấm được. Này. À, đây đây. Con này cụt quá. Đấy. Con này thế này chẳng muốn nhiều. Tao có cho chịu đâu. Mấy bà ký bỏ phải chỉ. Thế anh bảo anh mua. Anh chịu được cả cái huyện Ba Vì này mà. Đấy là ngày trước. Ngày trước là thấy... À mấy bà ký bỏ phải chỉ. Mình nợ chứ có mình có. Mình có xin đâu nhỉ. Mai lâu lâu tí thôi. Mai anh cho em nhiều tiền á. Là em mua của bà bên cạnh đấy, của bà đấy nữa. Ừ. Mai ra mặc cả mày dốt lắm. Mày phải ra mua vào, hôm nay không cho chịu nữa mày mặc cả. Mặc cả xong mày không mua nữa. Mày sang mua vào bên cạnh đắt hơn. Được đấy. Mày ra chiêu thức vào đấy nhỉ. Mai anh cứ để em ra em xả cái mối tức không cho ăn nợ này. Chịu. Chịu với trả nợ chả giống nhau à? Chịu với nợ anh một cái là 3 chữ, một cái là 4 chữ. Ấm nhỉ? Không. Cái nền bê tông này còn hơi bỏng bỏng. Sướng nhỉ? Ấy, nồi lửa lên em. À xa. Thế thì anh phải chặt đôi ra không có. Lửa lên. Gà không ăn được không? Rửa tay đó. Hay là anh cho châu chấu với nhậu vào đảo cùng đi. Không, điên rồi. Mất món ăn ngon. Lươn xào xả ớt này. Đỉnh cao rồi. Lươn xào. À đây đây. Dưới đây. Tại sao không mua món sở thích của anh nữa, mua món sở thích của em. Tao ăn bắt được phải ăn. Điên là tao ăn mấy cái đấy tao ngứa, châu chấu tao ngứa mà. Ngứa. Cằm tao ngứa. Ôi, anh ngứa nhân cằm rồi, châu chấu lún cho rồi đấy. Lún cái gì, tao đã ăn châu chấu kia đấy. Điêu. Ngứa cực luôn, châu chấu ngứa cực luôn. Ngứa nhất. Ngứa nhất châu chấu trong cái ong. Có mồm điêu. À ong bây giờ đã ăn được rồi. Nhận tao không ăn được. Ăn được con thịt vào. Chịu. Chín rồi đấy. Mới cháy mất một tí mọi người ạ. Ngon đấy, ngon đấy. Tao tưởng mày không ăn món này. Ăn món này lần, lần trước mày có ăn món này đâu nhỉ. Món này cố phải ăn nhé. Cái xào quắt này ngon này. Thấy bây giờ anh đi dàn đi ăn trên chút cháu ơi. Đi mà dàn. Nhá. À đi đây. Đi. Hết xa. Lên tầng ạ. Cực ngon, hơi ít nhưng mà hơi được ngon. Đây, mời tất cả mọi người nhá. Bóc hộ em ơi. Bắt được. Mỏi. Chết luôn nhưng này không thể sống làm gì được. Thật. Anh dạy rằng à? Sao đi ăn này? Nghe không? Gì? Anh dính cái gì? Anh dính cái gì? Cho cực ra. Đấy. Răng lên vào kề nhá. Anh hút thuốc vào, lên xì răng. Để chảy nước không mực đây. À, tất cả mọi người nhá. Ôi, ôi. Em cứ gõ là nó lại chui bọt lên. Ừ. Tất cả mọi người nhá. Lâu lâu ăn món lươn ngon. À, cái đi. Lươn cái gì? Thấy không? Món này mà nhậu thì hết sạch. Thấy không? Được. Anh em mình ăn là vừa. Ngon. Thơm á. Nhưng mà em nào? Là em tự giang trong chỗ mà ăn. Tao mà ăn, tao không ăn được châu chấu. À, tiền châu chấu mày đi mà giả. Tiền gì nhỉ? Tiền nhộng mày đi mà giả. Còn đây thì mỗi giả mỗi cái lươn thôi nhá. Thế anh đi xe em làm gì? À, mày còn phải giả nửa tiền lươn nữa cơ. Nhá. Anh đi xe em làm gì? Tao đi xe mày bao giờ? Anh đấy, xe mày. Ai mua? Hả? Ai mua?
Nhưng mà là đứng tên chính chủ ấy em. Tên chính chủ đăng ký đâu. Nhưng gì hết giả tiền châu chấu. Giả tiền tiền nhộng tầm ấy nửa tiền lương. Em chẳng có tiền đấy. 107 là một nửa 50 tiền. Anh nhưng mà giả. Im thì nó tính. 20 nữa 70 với lại 50 nữa 120. Anh nhưng mà giả. Em chẳng giả đâu. Ở trên đây mát nhỉ. Ngắm núi Ba Vì. Trên này mát sướng mọi người. Phê lắm. Chuẩn bị chiều chiều lại ra tắm suối tiếp. Tuần đi đến giờ rồi. Lên sau món xả ớt này là gọi là món tục. Mềm hết đấy nhỉ. Ăn ngon mà mình làm ngon. Món ngon nhất á, để có ăn. Nếu món này không ngon. Ngon. Tao không ăn được mà không ngon. Mà nào đi nhoi cho mà ăn. Hả? Hôm nào tao đi nhoi ông cho mà ăn. Em có điếc tai không? Là sao? Anh nghe nhầm à? Lớn à? Lớn đi. Anh nghe nhoi ông. Sao? Anh ơi, thấy đồ ông không kể mất gì á. Ôi dồi dồi, mày chưa biết cái trình độ mà đại ca rồi. Ừ, rồi. Mày cứ xem. Lại bắt đầu, cái xe cử kia, anh trèo lên bị đốt, anh chạy xuống ấy. Ờ à, đúng mà, tao trèo diều mà đốt, tao tụt, tao một tay tao tụt, một tay tao xoa đầu. Mà đốt bao nhiêu nốt ở trên đầu là tao nhớ hết. Bao nhiêu nốt? 7 nốt, ong mặt quỷ, từ trên đỉnh xe cử luôn. Nhưng ông 8 nốt thì sao? 7 nốt. Hai con đốt một lỗ. 6. Hai con đốt một lỗ. 6 con đốt trên đầu, một con đốt đùi, thấm thịt luôn. Sốt rồi. Thế anh chẳng phải là cắn thế đấy. Thế nên bây giờ anh mày nhoi ong vô địch. Nhoi ong? Này anh hứa em chơi em ăn ong từ lâu lắm rồi. Chả thấy đâu. Có gì trên không ấy. Mày biết là vậy. Có thể đất mà. Chó ấy trên không. Anh chẳng khoái lắm nhỉ. Không phải món tủ của mày. Ngon. Anh làm gì? Khối người rất dãi. Anh không thử quá. Điều gì? Món này nấu thế, nấu đẹp mắt không ngon đâu. Người đó đâu? Là mình nấu không đẹp mắt lắm nhưng mà cực kỳ ngon. Lươn chứ, nấu chục cây. Lươn, ăn lươn, bỏ xương. Ngon, xương ngon nhất. Xương thì bỏ gì hả? Xương giòn. Ăn không? Ăn không? Không, xương của mày thì không ăn. Mày nhà mình đi mua rượu đây. Anh đi đâu thì tưởng cả rượu hay lắm. Cả rượu cái gì? Rượu á, tao làm được, cần gì phải mua. Xin được khỏi tôi anh bớt ruột mày chưa thấy diều trăng siêu diều trăng của tao anh làm đi ôi quan trọng bây giờ lười thôi lười mọi người thấy núi Ba Vì đẹp không à, nhìn để tay như kiểu chụp người ta chụp ảnh anh dám ấy mày điên à chắc là mày ngửi ngửi nách của tao cay quá. Ừ? Vừa cay vừa không ngon. Ngon thôi được. Cũng ngon. Chàng rồi. Ăn không ngon mọi người. Món này đừng có chó. Mồm vẫn ngậm đừng có chó. Ăn vẫn ngon nhưng mà mới để không khoái khẩu mà. Nóng rồi, tắt mồ hôi rồi. Anh em mình phải ra đồng cắm. Này, nhưng lại bảo không ngửi nữa. Mở được ấy. Mở được, vặn nó đốm rồi mở được. Đó anh vặn được bia. Đấy. Mày tí nữa không? Vặn để đậy nắp ấy. Đây. Đấy xem nào. Không. Đố anh em uống bia với cái này.
Ui, đúng sở trường của tao luôn. Đây nhá. Con mày cầm thử. Con nửa lon luôn nhá. Đúng không? Đây, nửa lon. Đó. Sở trường của tao là bia sở tinh, mày không hiểu. Nhiều mày, mày không biết vết sẹo huyền thoại của tao do đâu mà ra. Bia sở tinh đấy. Mọi người đừng có trộn bia và sở tinh, uống phê lắm. Ngày trước đi học lớp, học lớp. Ừ. Bia và sở tinh. Uống ngon nhưng mà hại lắm. Thôi, clip của anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình ấy, hãy để lại cho mình một like, share, comment, đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh. Bye bye mọi người. Anh em mình phải đi tắm tiếp.